Vợ Tuấn Hưng bất ngờ trước món quà sinh nhật của chồng và bố mẹ chồng. Thu Hương, vợ Tuấn Hưng đã đón tuổi mới bằng một bữa tiệc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Cưới nhau được hơn 3 năm, vợ chồng Tuấn Hưng cũng có nhiều lần cãi vã, nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vượt qua và sống hạnh phúc. Đặc biệt, Thu Hương rất được bố mẹ chồng quý mến. Nhân dịp sinh nhật vợ, Tuấn Hưng đã chia sẻ: "Thoát cái đằng ấy đã 27 rồi, hôm nay bước sang một tuổi mới, tôi chúc đằng ấy cứ gọi là xinh đẹp, mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Những lời mỹ miều thì tôi đã viết cho đằng ấy biết bao nhiêu lần qua nhiều năm nay rồi. Nên bây giờ tôi cứ gọi là đơn giản nhất có thể, nhưng lại đậm sâu nhất có thể. Yêu em nhiều lắm, em đã đưa anh từ hạnh phúc này tới hạnh phúc khác trong cuộc sống. Ngoài cha mẹ ra thì em là người anh không thể thiếu trong cuộc đời này. Em đã xin cho anh hai thiên thần để anh hiểu cuộc đời này hạnh phúc là gì. Anh yêu em." Không những viết lời ngọt ngào mà ca sĩ Tuấn Hưng còn tổ chức sinh nhật khá hoành tráng cho bà xã Thu Hương tại một nhà hàng khá sang trọng vào tối ngày 23 tháng 5. Thu Hương hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Cặp đôi Tuấn Hưng Thu Hương dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Trong tiệc sinh nhật tối qua của Thu Hương, Tuấn Hưng đã hát và tặng bó hoa hồng đỏ thắm rất đẹp cho vợ. Bên cạnh đó, món quà gây chú ý không kém chính là bố mẹ nam ca sĩ. Thu Hương được bố mẹ chồng tặng một lãng hoa rất đẹp kèm với dòng chữ: "Ông bà nội Xu Hào chúc mừng sinh nhật mẹ Thỏ." Chỉ cần nghe từ mẹ Thỏ đã thấy toát lên sự yêu thương trong câu chúc của ông bà nội Xu Hào. Có thể thấy bố mẹ Tuấn Hưng rất tâm lý, yêu quý và chiều con dâu của mình. Tranh cãi nảy lửa, Việt Hương có quyền chấm thi siêu flex hát game show không? Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc khi một nghệ sĩ hài lại ngồi ghế giám khảo chấm ca sĩ chuyên nghiệp thi hát. Xung quanh vấn đề này, nhà sản xuất chính thức lên tiếng. Sau khi Sinh ra để tỏa sáng tập 3 được phát sóng tối 21 tháng 5, có nhiều tranh cãi nảy ra xung quanh vấn đề Việt Hương có quyền chấm thi siêu flex hát game show không? Không ít khán giả chỉ ra rằng siêu flex là ca sĩ chuyên nghiệp hàng chục năm trong nghề, tài năng không cần phải kiểm chứng. Do đó, việc một cây hài như Việt Hương ngồi ở ghế giám khảo bình luận về phần thi của nữ ca sĩ Họa Mi Núi Rừng là bất hợp lý và kịch cỡm. Bên cạnh đó, format của chương trình là để các tài năng nhí huấn luyện các nghệ sĩ người lớn cũng được đem ra bàn luận. Tranh cãi nghệ sĩ hài chấm ca sĩ thi hát. Trước những ồn ào này, đơn vị sản xuất Sinh ra để nổi tiếng chính thức lên tiếng giải đáp. Theo đó, nhà sản xuất cho biết Việt Hương và danh ca Đức Huy là các bình luận viên thường trực chứ không phải giám khảo nên không chấm điểm. Đảm nhận vai trò chấm điểm chính là 100 khán giả có mặt tại trường quay. Cả hai đều là những nghệ sĩ tài năng và có uy tín trong giới hiện nay nên được mời để đưa ra những bình luận vui vẻ nhẹ nhàng với các nghệ sĩ thí sinh. Ngoài ra, ở mỗi tập, nhà sản xuất còn mời thêm các bình luận viên khách mời tùy thuộc vào từng đêm thi đặc thù. Ví dụ như biên đạo múa John Huy Trần xuất hiện trong tập có tiết mục nhảy. Nghệ sĩ Kim Tử Long góp ý về các tiết mục cải lương. Nhà sản xuất bày tỏ quan điểm, chúng tôi thấy vậy là hợp lý rồi. Nghệ sĩ nổi tiếng phải đi học trẻ con. Chưa hết, nhiều ý kiến cũng phản đối việc trẻ em huấn luyện nghệ sĩ người lớn. Thậm chí không ít người lo sợ các em nhỏ sẽ bị mắc bệnh ngôi sao, bị ảo tưởng về tài năng chứ không còn là cách để tôn vinh năng khiếu khi tham gia chương trình. Về vấn đề này, nhà sản xuất cho biết theo format của chương trình, các thí sinh là nghệ sĩ nổi tiếng phải biểu diễn tài năng không phải sở trường của mình. Họ được các huấn luyện viên bởi các thí sinh nhí có thành tích nổi trội trong chính lĩnh vực đó. Cụ thể, hướng dẫn siêu flex trong bộ môn hát cải lương là Thần Đồng Gia Bảo. Huấn luyện MC Nguyên Khang chơi đàn nguyệt là cô bé có thể chơi hơn 10 loạt nhạc cụ dân tộc. Phương Trinh Jolie học đàn piano từ cô giáo Nguyễn Hoàng, từng đạt nhiều giải thưởng về piano toàn quốc. Trong lĩnh vực ca hát, các bé cũng đều là những gương mặt thân quen với khán giả tại các cuộc thi ca hát trước đó. Do đó, việc các nghệ sĩ học hỏi tài năng nhí để trình diễn các tiết mục sở đoạn theo đơn vị sản xuất là điều không có gì đáng để bàn cãi. Từ xưa đến nay, chúng ta thấy nhiều trường hợp tài không đợi tuổi và chúng ta cũng không bao giờ quá già để học một điều mới. Chúng tôi cũng phải sàng lọc rất kỹ cùng với ekip để tìm ra các bé tài năng trong những bộ môn mà khán giả đang quan tâm, thông qua rất nhiều nguồn khác nhau. Các bé vừa có tài năng, đồng thời cũng cần chút tự nhiên trước ống kính, đại diện nhà sản xuất cho biết. Trước e ngại các em nhỏ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, các nhà sản xuất cho biết họ có sắp xếp ban cố vấn để hỗ trợ các bé về mặt sư phạm, cũng như thường xuyên trao đổi ổn định tâm lý cho các em.
Những bí mật đằng sau hai mối tình của Tim với Trương Quỳnh Anh, Minh Hằng. Qua những sóng gió tình trường, cuối cùng Tim cũng biết trân trọng mối tình với Trương Quỳnh Anh. Khi nhắc đến danh sách những ngôi sao nam nổi tiếng đào hoa của showbiz, rất nhiều người sẽ nhắc đến nam ca sĩ Tim. Nổi tiếng đào hoa, nhưng ít ai biết, kể từ khi bước chân vào showbiz, nam ca sĩ này mới chỉ công khai hai mối tình với Minh Hằng và hiện tại là Trương Quỳnh Anh. Tim và Minh Hằng yêu nhau từ khi cả hai còn rất trẻ, mới chập chững những bước đi đầu tiên trong làng giải trí. Khi đó, cả hai được coi là cặp đôi trẻ đẹp đôi nhất trong làng giải trí. Cả hai trở thành cặp đôi đẹp cả về ngoại hình và tài năng, cùng nhau tạo nên những bản hit mà đình đám nhất là Một Phòng Trái Đất. Thế nhưng, tình yêu tuổi trẻ nhanh chóng tan vỡ và sau đó, dư luận xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Tim hé lộ từng vượt rào với Minh Hằng khi cả hai còn yêu nhau. Trước thông tin này, Tim bức xúc, tôi rất khó chịu khi những riêng tư của mình cứ bị đào xới lại mãi. Quá khứ qua rồi, hãy để tôi và Minh Hằng được yên. Tại thời điểm đó, nhiều người đã bức xúc khi cho rằng Tim vừa ăn cướp vừa la làng và có người cho rằng đây là chiêu trò để thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi rời công ty, Tim không còn đứng chung sân khấu với Minh Hằng. Nhưng khi được hỏi, anh cho biết hai người vẫn là tri kỷ. Tim chia sẻ, sau biết bao nhiêu chuyện đã qua, nếu trả lời rằng Tim và Hằng vẫn là bạn bè thân thiết như xưa, gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng, thì rõ ràng là nói xạo. Mặc dù tôi không rõ bây giờ Hằng nghĩ về tôi như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, đối với tôi, Hằng luôn là một người bạn tri kỷ và bản thân tôi lúc nào cũng quý mến Hằng. Sau khi khép lại chuyện tình với Minh Hằng, Tim đến với Trương Quỳnh Anh. Anh thậm chí chia sẻ hết bí mật tình trường với bạn gái mới tại thời điểm đó và được nữ diễn viên chấp nhận. Chuyện tình hai người phải nhận khá nhiều sự phản đối từ dư luận và cả gia đình Trương Quỳnh Anh. Trải qua 7 năm bên nhau, hai người từng có một lần mâu thuẫn đến mức Trương Quỳnh Anh ôm con bỏ đi. Khi đó phải rất nỗ lực, Tim mới giữ được mái ấm cho con mình và tất cả đều bắt nguồn từ sự vô tâm của nam ca sĩ. Trước sóng gió mới đây, khi bị cho là ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim đã chia sẻ nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ nổi tiếng lạnh lùng đã rơi nước mắt để minh chứng cho tình cảm của mình. Tim chia sẻ, tôi không hiểu những thông tin rạn nứt đang ồn ào những ngày qua là mọi người lấy từ đâu, nhưng nếu trong tương lai chúng tôi không còn may mắn ở bên nhau, duyên đã hết thì chính chúng tôi sẽ là người công bố. Gia đình tôi vẫn sẽ hạnh phúc ở bên nhau mà không cần phô trương hình thức như làm đám cưới hay vẻ bề ngoài hào nhoáng nào đó. Tim cũng chia sẻ, anh cũng từng thích tổ chức đám cưới, nhưng sau đó anh lại là người mong được cho Trương Quỳnh Anh một ngày đặc biệt. Qua những sóng gió tình trường, cuối cùng Tim cũng biết trân trọng mối tình với Trương Quỳnh Anh. Ngọc Trinh, tôi không làm gái bao, cũng chưa bao giờ đi khách dưới mọi hình thức. Ngọc Trinh khẳng định, tôi không làm gái bao, bởi là gái bao thì cứ người có tiền là bao được hết, nhưng tôi đâu có vậy. Tôi cũng chưa bao giờ đi khách dưới bất cứ hình thức nào. Ngọc Trinh là mỹ nhân hot nhất nhì làng giải trí hiện nay. Bên cạnh vẻ bề ngoài xinh đẹp, người mẫu nội y gây chú ý đặc biệt trong những phát ngôn. Mỗi lần mở lời, chân dài này lại gây bão dư luận bởi vẻ thật thà như đếm. Mới đây khi tham gia trò chuyện trong một chương trình, người mẫu 28 tuổi gây xôn xao bởi những câu chuyện đời tư chưa bao giờ công bố. Bước chân vào làng giải trí, người đẹp sinh năm 1989 chưa thể hiện được tài năng nổi bật trong bất cứ vai trò gì ngoài danh xưng nữ hoàng nội y, nhờ chăm chỉ khoe thân trong những bộ bikini mát mẻ. Tuy nhiên ở hiện tại, Ngọc Trinh đang sở hữu gia tài kếch xù đáng mơ ước. Điều này khiến cô gái 28 tuổi chịu không ít gièm pha, thậm chí Ngọc Trinh nhiều năm nay chịu mang tiếng gái bao. Trước nghi vấn này, chân dài điều tiếng đã một lần nói cho rõ. Theo đó, người đẹp khẳng định, tôi không phải là gái bao, khi bên nhau thì phải có tình cảm, nếu là gái bao thì cứ người có tiền là bao được hết, nhưng tôi đâu có vậy, tôi cũng chưa bao giờ đi khách dưới bất cứ hình thức nào. Lý giải lý do khiến mình bị mang tiếng làm gái, Ngọc Trinh chia sẻ danh hiệu nữ hoàng nội y chính là nguyên nhân đẩy cô vào vòng xoáy thị phi. Người đẹp gốc Trà Vinh tiết lộ, có đến 8 trên 10 mỹ nhân showbiz từng nhận được lời đề nghị khiếm nhã giống như cô. Tuy nhiên sự lựa chọn thế nào là phụ thuộc từng người. Bản thân cô chọn cách không đi thì thôi, lơ đi không trả lời. Danh hiệu nữ hoàng nội y dễ làm người ngoài nhìn vào tôi và hoài nghi hơn, khiến tôi phải nhận lời đề nghị khiếm nhã. Thực tế trong showbiz, có 10 cô gái đẹp thì có tới 8 người nhận được lời đề nghị như vậy, chứ không phải riêng mình tôi. Thế nhưng mặc họ, mình không đi thì thôi, lờ đi không trả lời, Ngọc Trinh tâm sự.
Sau lời khẳng định mình không phải gái bao, mỹ nhân họ Trần nói rất rành mạch. Tôi biết là có thật 100% khi phóng viên thắc mắc, trong showbiz cũng tồn tại việc đi khách ư. Để minh chứng đồng tiền mình đang có là trong sạch, nữ diễn viên vòng eo 56 không ngại công khai nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ cô sở hữu, Ngọc Trinh Thanh Minh. Lúc trước, tôi sống trong vòng tay bạn trai và đã thừa nhận tất cả mọi thứ đều bạn trai lo. Sau này khi có công việc, tôi bỏ ra 50%, số còn lại bạn trai ủng hộ. Tuy nhiên bây giờ dù không còn ở bên bạn trai nữa, tôi cũng đã có tích lũy và tự tiêu xài. Khép lại cuộc trò chuyện, Ngọc Trinh bật mí về tiêu chuẩn chọn người yêu. Vẫn như tiêu chí cũ, chân dài 28 tuổi cho biết, gu chọn người tình là những người đàn ông lớn tuổi, giới hạn từ 45 xuân xanh trở lên, thành đạt và phải có khối tài sản hơn cô. Người đẹp gốc Trà Vinh theo đó liên tục nhắc đi nhắc lại, tôi không bao giờ có tiếng xét ái tình với một người không ra gì, không bao giờ xảy ra chuyện đó, không thể có trường hợp đó. Nói về sở thích yêu người lớn tuổi, Ngọc Trinh thoải mái cho hay, đàn ông lớn tuổi mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi từng yêu người trẻ nhưng cảm thấy không phù hợp. Hơn nữa đàn ông thua mình về kinh tế thì mình đâu có sự tôn trọng đối với họ. Tôi sẽ không tôn trọng những người không có kinh tế. Ngọc Trinh sinh năm 1989. Cô được biết đến với danh xưng nữ hoàng nội y nhờ thường xuyên phô diễn hình thể qua những bộ bikini. Xinh đẹp, thành công, giàu có nhưng ở tuổi 28 cô vẫn lẻ bóng đi về. Dù đã trải qua hai mối tình, hiện tại người đẹp cho biết đang có vài người theo đuổi mình.